quý vị và các bạn, tôi đang đứng ở nhà thờ Đại Đức Mẹ nằm ở khu phố A, trấn Tân Hiệp, Kiên Giang. Thật ra thì ở cái vùng Tân Hiệp, Kiên Giang thì rất là nhiều nhà thờ. Tôi cũng mong muốn sưu tập trong cái bộ sưu tập đi kiến nhà thờ thì sẽ cùng với quý vị và các bạn quay quý vị và các bạn xem những nhà thờ. Đài Đức Mẹ Hòa Bình. Nhà thờ Đài là một cái nhà thờ tương đối lớn của vùng Kiên Giang. Kính thưa quý vị và các bạn, sau những bộn bề nhộn nhịp thì chúng ta sẽ đến nhà thờ để viếng cái cảnh, cái quang cảnh. Các bạn sẽ thấy cái nơi tôn nghiêm, một cái hình ảnh mà rất khó có những nơi khác. Quý vị thường tịnh tâm, lắng đọng, an bình, quý vị tìm đến chùa hoặc là nhà thờ. Thì hôm nay tôi sẽ dẫn đến quý vị và các bạn đi đến một cái nhà thờ. Quý vị thấy không? Đức Mẹ cầu nguyện. Hôm nay là ngày mùng 2 Tết âm lịch năm 2018. Một cái thời tiết xuân đang nở hoa giữa bộn bề những cái lo toan trong cái cuộc sống thường nhật. Tôi nhớ có một lần trong một cái dịp Tết Tha Hương thì tôi đứng dưới chân Đức Mẹ và cầu xin Đức Mẹ ban cho gia đình mình, ban cho năm nay cái thu nhập, cái sự tiết kiệm, và cầu mong cho một cái tình yêu, cái hạnh phúc. Và cho đến thời điểm hiện tại là năm nay là năm tôi cũng đã hơn 43 tuổi, thì tôi thấy mình tương đối mãn nguyện về cuộc sống, về gia đình, về những gì mình đang có. Thứ nhất là nói về cái công việc của gia đình. Công việc tôi cũng đã có một cái trải nghiệm, một cái nghề luật sư cũng hơn 10 năm. Về chồng con thì không có gì phải phiền hà về anh. Về con cái, mặc dù tôi không có hai đủ cả nam lẫn nữ, tuy nhiên rằng là tôi cho rằng là như vậy là đủ. Tại vì xung quanh tôi, bạn bè tôi, đồng nghiệp tôi, có những người họ cũng khát khao một cái tình yêu đôi lứa mà bằng tuổi tôi cho đến bây giờ họ vẫn không có. Và có những người cũng bằng tuổi tôi, họ cũng đang cần lắm một những đứa con, nhưng lại không có được cái diễm phúc đó. Và cũng những người cũng đồng nghiệp của tôi là luật sư, thì họ lại không có những cái công ăn việc làm, những cái thu nhập ổn định. Còn tôi thì cũng cực lắm, nhưng mà tôi cho rằng là mình đã đủ để mà vươn tới những cái điểm tựa,
chắc chắn tôi còn sẽ nỗ lực không ngừng, nỗ lực nhiều hơn nữa. Tuy nhiên rằng tôi cho rằng là chúng ta hãy cứ song hành bất cứ ai, cho dù một cái tôn giáo nào, thì chúng ta cũng phải cầu nguyện. Bên cạnh sự cầu nguyện ơn trên thì chúng ta cũng sẽ nỗ lực, và tôi cho rằng là cái việc nỗ lực sẽ được đền bù theo năm tháng. Quý vị thấy không? Hồi nãy là cái sắc hoa giấy thì màu hồng, hoa thọ thì màu vàng, và có cả hoa trắng của sứ thì phải. Hoa giấy màu lại màu tím, màu đỏ. Không biết quý vị và các bạn cùng tôn giáo tôi như thế nào. Tuy nhiên là tôi rất là thích cái bài hát Kinh Hòa Bình. Tôi còn nhớ cách đây vào khoảng năm 2000, khi tôi bắt đầu biết cái kinh này, cái Kinh Hòa Bình, thì tôi đã học để đến thuộc cái Kinh Hòa Bình. Tôi sẽ hát tặng quý vị và các bạn cái bài Kinh Hòa Bình trong cái lần quay video này ha. Lạy Chúa Tự Nhân, xin cho con biết lắng nghe và phụng sự Chúa trong mọi người. Lạy Chúa, xin hãy dùng con như khí cụ bình an của Chúa, để con đem yêu thương vào nơi oán thù, đem thứ tha vào nơi lăng nhục, đem an hòa vào nơi tranh chấp, đem chân lý vào chốn lỗi lầm, để con đem tinh kinh vào nơi nguy nan, chiêu trông cậy vào nơi thất vọng, để con dọi ánh sáng vào nơi tối tăm, đem niềm yêu đến chốn u sầu. Lạy Chúa, xin hãy dạy con tìm an ủi người hơn được người ủi an, tìm hiểu biết người hơn được người hiểu biết, tìm yêu mến người hơn được người mến yêu. Vì chính khi hiện thân là khi được nhân lành, chính lúc quên mình là lúc gặp lại bản thân. Vì chính khi tự tha là khi được tha thứ, chính lúc chết đi là khi vui sống bên người. Ôi thần linh thánh ái, xin mở rộng lòng thương, sinh xuống ban cho những ai lòng đầy thiên chí ơn an bình. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe những cái trải nghiệm, những cái tự sự của một người đến cái vùng quê Tân Hiệp, và xin cảm ơn quý vị và các bạn một lần nữa vì những lời có thể các bạn cùng tôn giáo với tôi, tuy nhiên cũng có thể các bạn không cùng tôn giáo với tôi, nhưng các bạn đã lắng nghe cho đến hết cái đoạn cuối cùng của video này. Xin trân trọng cảm ơn. Mục đích của tôi rằng là tôi sẽ đi, tôi quay và tôi sẽ chia sẻ những cái nhà thờ mà tôi đã đi qua. Kính mong quý vị và các bạn, nếu trong trường hợp quý vị và các bạn mong muốn được lắng nghe những cái
lần đi ghi lại của luật sư Đoàn Thị Thiên Tâm Thu, thì quý vị hãy nhấn ở cái chuông bên cạnh đó gọi là đăng ký, và các bạn ấn vào thì các bạn sẽ thấy được cái những lần sau các bạn sẽ khỏi cần phải đăng ký, và tự động những video khác sẽ hiện lên. Xin trân trọng cảm ơn.